Thì nói chung là ngày hôm nay thì đấy, thì gia đình mình là cái làm con heo này. Đấy. Heo đây là đỡ anh tắt mọi người đang nói về thịt này. Heo này nó không không mỡ chứ. Đúng không ạ? Ừ, giờ chú thì đang làm cái làm heo. Đấy thì do ngày mai á là nhà mình cũng là cúng tất niên á, nên sẽ làm heo đây để cúng và anh tắt luôn nha mọi người. Thịt rất nhiều luôn nè, đấu thịt. Đây là một giá thịt này, đây là lông đầu. Chú đây là chú thơ chú làm heo cho mình có biết làm đâu, biết ăn không à? Ép đẳng như này em chết bé chết rồi. Đỡ rồi, ngày mai mình sẽ review show cho mọi người thấy nha. Mình làm món gì, món gì, cái gì ngoan món nha. Đây là cái mâm cúng tất niên nhà mình nha mọi người. Đấy, đây là cá đầu heo nè, với gì người ta gọi là cái gì ba? Thú vị ấy, đầu đuôi thú vị nè các bạn. Đấy, đầu với chân là một lòng đầy đủ, đuôi rồi đầy đủ luôn nha. Thì, trước thì có sâu với cháo anh em. Ở trước đâu không à, không có thịt heo, thịt heo ở trong đây nha các bạn, trong đây mâm màn dưới thì có thịt heo với gà nha. Đây là một cái lễ tất nhiên cuối năm mà ở quê mình, không biết có thiếu thốn gì không thì thì các mọi người góp ý kiến với mình nha, chứ ở mình thì cúng như thế này mình cũng không biết ở vùng của mấy mọi người thì cúng như thế nào nữa. Hôm nay mình sẽ rót rượu. Không có trẻ hả bè? Đủ chút là già. Bây giờ người ta ăn xong là muốn trẻ. Chung thì mình cũng không biết được mọi người. Bên kia là cái giấy nè má, thì bên đây này thì cũng có nồi cháo. À, mà lót đi đâu vậy? Lên đi phố. Mà đi đâu đúng củi, có củi. Đừng mà lót đi kiếm củi các bạn. Giờ nấu bánh tét hay? Dạ, nhớ bánh tét. Tốt đúng không? Tính mà lót giỏi các bạn. Quay xe đưa kiên xuống rồi. Kiên xuống rồi. Đưa phụ kiên. Đây. Để mình phụ mình sang kiên xuống rồi. Đấy thì dưới đây thì mấy bà cô mình đang phụ nấu nước. Giờ chuẩn bị là vỗ nữa nha mọi người. Nghe mình vỗ nữa. Đấy, cô Dư thì đang ướp ké cô Dư. Ké. Đấy, về bên đây ké thì đấy, thì bên đây này có ba con ké mặt trời và hai con ké dư hồng. Giờ cô vừa ướp chưa có ớt tỏi rồi này. Đấy. Đường phèn hả cô Dư, sao bình thường ta đường mình mà dùng đường phèn? Dư đây là vẽ trong bếp nha các bạn. Ở quán nhậu kia mà giờ đóng quán nhậu không? Thế là biết sao mà chọn quán nhậu đóng luôn. Hôm trước là mình định thơ bà cô này để về nấu bếp quán mình nè các bạn. Nhưng mà thấy mẹ nấu quán kia đóng cửa rồi mà đâu chấm vào đâu. Dạ mà mình kêu ông kia cũng đóng luôn. Đây là cô Hậu, cô đang số mình bé chiên phụ bếp. Cái thiêu về cô Dư này phụ bếp rồi à, nên cái chuyện gọi là như là nấm này. Nấm làm gì cô Hậu? Nấu cháo. Nấu cháo ấy à, nấm nấu cháo cho ngọt các bạn. Sao mình dùng nấm bơm mà dùng nấm đây nè? Nấm này nó giòn. Nấm mà giòn nè. Giòn sực sực. Đây nấu canh măng nữa.
mình đã hấp kén kia với bún rồi hả người dân? Không mình với cà rốt bún nữa. Dạ đó là gọi là hấp gì, hấp Hồng Kông hay hấp này? Hấp giấy bạc. Nói bạn em biết hấp giấy bạc rồi đã biết ra là chắc rồi, càng nghĩ tiệm kia đóng cửa đúng rồi chứ, đã biết mọi hấp cái gì cái tao không có mà chết rồi. Đấy thì rồi đây thì mẹ mình chứ cô Thủy bé làm gì mẹ? Làm hủ qua, dầu hủ qua. Bé là làm hủ qua nhồi thịt hả? Đấy để cô Thủy là rửa rau, sẽ lấp đây chứ để trộn bò hả cô Thủy? Đây rau đồ đẹp quá ha, màu gì à biết coi vậy coi. Nào đây cá nè, nào đây nước lụt kè, cái làng hoàng nước lụt kè nấu cháo luôn quá. Còn xem mà lát mà làm gì mày chơi không nhỉ mày? Mua qua tay rồi, mua qua tay rồi. Không có phụ gì được cái gì hết á, đây phụ đặt đâu rửa đây không được sao vậy? Sao? Đấy, bác này. Ôi dồi, cái thi tá đánh rồi, quê em á. Trời ơi, quê vừa là mé mình phải làm này. Mau thịt luôn các bạn, chào quê vừa làm heo này các bạn. Là mé mình phải bầm một hết. Thôi thịt luôn. Đúng là nhà thịt nhà khác, chưa? Nhiều là mấy ký em đây này. Cũng biết phải làm thôn đại vô đây. Chưa? Nhận hết luôn hay sao? Nhận hết rồi, nó đủ thâu, cứ lo vô quà, tao cứ thịt cái thâu. Đây này, đấy mình này sống giờ có chiên ké này đấy, ké chiên này, đây là bò đây để trộn xà lách á, bên đây này cũng có đồ xào nữa, cũng là phải có đồ xào các bạn ở Hoàng Lan với đồ xào. Dường Trang làm gì? Làm đồ cúng sao dưới đây nó nhấp dữ nè, ướt chô và nước không à. Không, giờ thì mình đi đâu có thì bắt đầu có tràn rồi thì cô anh mẹ bây giờ coi cách phê chớ của cô Dư này, đầu bếp thịt thụ này, một đầu bếp thịt thụ này đấy, mới mà đi mua gì xe tới về chỉ mình nấu nồi canh này như vậy tới đỡ cho đẹp hay là đỡ cho ngon cô Dư tức là xe tới này đỡ cho nó đẹp hay sao? Dạ thì được cái màu không hả? Sao nhiều người kêu xe tới nó hâu nè, để mà người ta thích ngủ vị hương hơn sẽ tới. Tất cả mọi việc trong đây thì cũng đều được hỏi đầu bếp cô Dư hết nha. Ai có nhu cầu cũng à, làm gì cũng phải hỏi kia. Dương hở cô Dư mà. Sure. À, vừa nấu quán nhậu. Thì mọi người ai mà liên hệ các quán nhậu hay là nấu đám nấu tiệc gì thì liên hệ cho cô Dương nha, số thoại cô Dương đặt đi. Để cho mọi người. Vậy chứ sao em? Ê sao em nói lẹ vậy ta? Sao? Anh định làm quán Mai Sơn mở quán biết này anh nhờ cô Dư đây mà em nói lẹ vậy. Dạ. Tay nhìn cô Dư tay ngờ thực thụ này các bạn. Nói chứ cô Dư mà bẻ mà đi làm nấu tiệc này ai đi cái xin tái nha bẻ. Xin tái đỡ con bẻ chồng bẻ đi. Còn các bạn ở sang canh còn phải sang hơn. Không nhìn là ướp, nhìn là biết ướp là hấp dẫn rồi các bạn không? Vậy mà mọi người ai mà chơi được? Đường hả? À, nhìn là biết chuyên nghiệp rồi chứ, đồng bếp nào không có cần bình lượng gì hết á. Cái nhấn là được là dứt đâu, mày ngọt kìa cỡ. Cái gì? Ê, cần xào miếng xào đúng không cô Dư? Ở hấp á. Không hả? À đâu. Ừ. Đúng rồi, ké đợi ké đi. À, cái xào bỏ lên cái đó là cũng là để cuốn bánh tráng á, nếu cái đó là phải đi với bánh tráng nữa. Bánh tráng à? Thì giờ Trang thì đang nhào thịt nha các bạn.
rất là chuyên nghiệp luôn. Đó, dùng chiếc đũa thì cứ đổ tiếp vô. Cô già nó bảo ngăn bé nè, ngăn lạnh nè. Chút nữa mà cái đó nó đem mở. Chút nữa nó đem rầu chứ sao nữa. Trang sao nó ngơ ngơ các bạn ơi. Vậy là... Ăn ngơ á. Dài mà đòi đi theo cô dân phụ bếp. Không nha. Bà chữ hoài chứ. Không nha, cái lúc kia biết là không có gì không có nhanh nha. Chưa. Mình vô sao là mình biết mình nên ní một phát. Đây thịt này nó hơi khô do que mình làm bầm que các bạn, bảo tủ lạnh thì giờ thịt nó hơi khô. Bé bảo ngăn mát cái ngăn lạnh này mát. Mát chưa? Mát này nó cũng ấy. Ngơ ngơ như gà cắt bu. Thịt mỡ nó lạnh sao mà vào táp chú lại biết. Sao cô vô cô thấy được không cô vô? Cô vô, ý là cô vô thấy được không? Ừ. Giờ vậy chắc lấy tất tay quá hả? Nha. Nhiều quá. Không, phải có dừa không? Đúng là người đầu bếp nó khác chứ. Đâu phải đâu ngơ ngơ như mấy cái lẩu. Ủa, người ta là cột chào ngay. Bà bé đưa con cột lá chào ngay. Chào bé lớp. Ba. Cặp cắt. Cột bè hôm nay rất là dễ thương các bạn. Đấy. Đấy, cột. Chào đi cột. Cặp 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 cặp. Bập 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 bập. Cô thấy mày quay tốt đúng không? Đâu nghe đâu. Đó, con xem ở đâu. Chàng cột nó dùng nào. Đấy cột. Đâu nặng hơn luôn à. Tập trung đông chín mươi người đúng rồi, còn tết là đông rất là đông vui luôn đấy. Đây là chị hai của mình này các bạn, chị hai mình là sống như vậy chơi không à? Giờ tới giờ phải biết phải làm gì đây, làm gì với thịt bò đây, suy nghĩ là mai gì bé của chim. Thì ai có chưa có người yêu hoặc là chồng bỏ chồng chơi gì thì liên hệ với chị hai mình nha các bạn. Để đang nữa nào nhìn, nào nhìn cái đôi giày cũng được chứ đâu có đỡ nào đâu. Nói chung là nhìn chị hai mình này mình ráng nhìn gì cũng được nha các bạn. Bây giờ cũng đâu đến nỗi nào đúng không cô Dư? Bây giờ ráng nhìn thì cũng được thôi, nên anh em nào anh em nào mà cái vợ bảo vợ chơi thì cứ liên hệ nha. À vợ bảo chứ đúng rồi, nói đúng rồi, sàn nó không biết mà nó hay cãi. À, con lé nhây, con lé nhây. Rồi, con buồn ngủ rồi sao hả? Hả? Được. Trời quá hồn, quá hồn. Quá hồn. Quá hồn. Quá hồn. Tình 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 tình. Ủa nha anh mới đi đuôi dưới con máy lo nhảy. Chùa vàng máy sao em đi thấy điệp trao ra luôn á. Đi chở đi. Hả? Anh. Ủa vậy anh đi răng đâu vậy? Anh đi răng đâu vậy? Đây, bác sĩ đây. Em biết rồi, em hỏi cho vui lên. Em biết rồi, anh coi. Anh tư vấn được cái em đăng em bao nhiêu tiền anh? Nhậu đi, bữa nào cũng đến sâu. Dạ? Nhậu đi, bữa nào cũng nhậu đi hả? Anh khai tới anh khai hát hát tặng em một bài nha. Giờ chưa có lò kéo sao hát được. Thì mình hát bằng điện thoại. Hát chi sao hát, mới vô chưa ai em đâu mà hát chứ. Không, mình anh khai hát hay mà cần lo gì cứ lấy hay đúng không? Anh chỉ có cái giọng hát của anh thôi. Em kêu con cái lò kéo gì mấy anh em chơi đó anh. Dạ. Có thiết không? Có thiết không? Cái lò kéo gì mấy anh chơi. Dạ. Anh Cương sao? Xìu, thấy mặt đau xìu không? Hé, anh... Ủa sao anh xin mặt anh đòi vậy? Mình xìu biểu đó đi. Hé? Đâu xìu đâu. Nếu như mà anh đúng rồi thôi nha. Ủa sao em sao mặt em xanh lít rồi? Ừ, mày là nhóm mà nhóm mới vô, biết nhóm mới vô không ạ? Ly đâu ta giờ lên cao, hai ba đâu có tí nào. Mừng cho lớp thái hào hào, đợt này sung khúc nhân chào. Hai ba mứa. Chúc mừng năm mới tất cả nha. Cảm ơn mọi người nha. Qua mát diễn gì à, nên cho hoa muộn chứ. Còn nay mát đi biển này người ta. Chưa. Đây là bánh nhạc qua làm sớm. Đem neo. Làm neo mà. À quên quên. Có anh nhân mới ra về anh nhân. Lúc ra cái này.
Đây là con này con. Đây này có một sao quá cái bạn này không ngờ đâu. Múc thành công kịp mà. Anh muốn nhắn dữ ấy mà. Ôi rồi thôi, ôi rồi cho chào quay cho em ơi. Cái mình đỡ làm tiếp mà. Ôi cái mình làm tiếp rồi không có rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Còn sao? Ừ. Chào. Rồi cái gì là bữa trưa không biết hết không? Không lời cho tôi. Từ từ rồi không cần. Thì cái đó rồi không cần quay kiểu nào không? Sao mà lên đây lên? Bảo cho một năm mới thì là hơn. Anh ra hát một câu khác cho bà tôi câu. Nếu mà tam cô bảo con nó là bây giờ cô bác là ông cháu ông chú đến không? Dạ. Người ta chạy ngoài bác tao. Lại ông bảy ông mấy lâu rồi? Bà cho tao biết mấy luôn. Lại ông bảy ông kêu ông mấy chốc không à? Biết là nhiều lắm à? Đào đúng rồi cô thoải mái luôn chung. Mà chung bay từ năm kêu đó. Anh đang cười em cá anh đang. Dính tinh. À, nửa năm nữa là ra ngành nó đẹp nữa là nè, ra anh đi vô đi đặng không hết chuyện em bách trước đi đặng anh đi đây là bé vợ bé vợ mình đó bạn anh học đây là mẹ của chị mẹ chồng mẹ vợ đó á mẹ vợ đó mẹ vợ mẹ chị hai một hai ba vô hai ba vô hai ba bốn anh chưa bốn năm anh năm anh năm chưa chuẩn hàng cái hố gì mà lên đây anh năm cái hố gì mà lên đây đâu nữa em bảo từ 11 giờ mà giờ tới 1 giờ anh đi. Anh mới tới anh mới tới dừng giờ đúng không? Từ giờ về làm đi bây giờ. Cái mặt cảnh đâu giờ anh đi về. Mặt cảnh tao qua. Bây giờ mình công việc chút các bạn mà mình phải ra chứ đâu nhàn thiết không ra đâu. Đây là anh mày như không? Đi tới đâu ảnh truyền đang bộ kia đang anh nói mà trang nghe đúng không? Thì lấy đi xuống mới vô không? Đi xuống mới vô không? Bây giờ mình làm cái mất mình đi. Đi đâu vậy? Ủa nè, anh động kia với nghỉ không? Để anh kia anh nói đâu không? Anh ấy nói nữa con cũ á con cũ con cũ hai ba hai ba hai sao sao không em không đi uống vô chứ lòng sơn thảo dạ vô rồi em kiếm ly bia vô dạ lấy ly vợ anh dạ vô anh Tung, giờ ra anh con ngờ khờ đó. Giờ ra anh con ngờ khờ đó. Nó khủng quá. Bây giờ nha, mình mở đi anh á, mà cứ xin gì mà cứ nó tuyệt vời chứ, chứ mình hỏi. Hả? Được không? Bữa cho em bán nó có đỡ. Rồi bây giờ tao muốn két cái bạn, cái mặt cờ là mày ăn không anh? Hả? Không? Cái mặt cờ là mấy mặt cờ hả? Cái mặt cờ. Cái mặt cờ thì... Bảo là nó sao mày? Chứ thằng mình nhiều hơn ké, nó không có ké nữa. Ừ. Thì nghe tao bảo cái đều không hả? Có cái đuôi hiểu không? Đều kìa thôi. Có đuôi lấy rồi, chắc là bảo lại rồi. Bánh ké nữa đi. Ủa mày nói làm gì chủ dân đây tao bảo kia rồi. Còn như nó còn dễ mẹ hơn ké này luôn mẹ hả? 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 Anh em sang bên đó là quay bên đây tuyết nha. Anh em bên đó bên đây mà còn muốn nổ thì quay bên đây. Đây là đàn hậu rồi ra mắt đi. Bạn gì? Đàn hậu đang nghe đúng không? Ừ. Bây giờ nó đang dành cho những đàn bè, đúng không? Những người mà nãy giờ nóng nước. Hồi chiều em tặng một câu về đàn bè đi. À, mình phải nói... Đúng rồi. Ông phải tặng một câu về đàn bè đi. Tặng một câu về đàn bè đi. À, đàn bè thì hôm nay là cuộc của sống rồi. Tặng một câu về đàn bè em bảo là nó cuộc của đàn ông. À, đàn bè bây giờ nó có, bây giờ nấu là cuộc sâu, bây giờ vùng nào là nấu cũng vẫn là có. Tiếp tục là xong là cũng có một cái bàn cuối cùng. Đàn bè là luôn sâu đàn ông hố.
thể hiện luôn sao động đúng không bạn? Đang bè lại ngủ nằm dưới đấy không? Đúng rồi. Đấy. Trời ơi, chắc phải mày quay đàn bà đi. Tại sao? À, vậy á. Đàn bè là luôn luôn đàn bà mà cứ là cùng quay. Ví dụ cái quán còn chim vậy? Ở bên tình yêu, em bé vô làm với chồng em không? Mà em tới mẹ đứng làm với cái đó 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 kêu vô nữa không? Ủa vậy thì quán nhậu mà sao đúng rồi? Thì đâu, chắc có không có em lòng một mình anh trong niềm cô đơn tôi tâm tình em bên anh chốn nào biết em nơi này bận mọi thứ nhớ em ngày sau quan tâm thân mật mai nhớ chưa có đậm đà em say sưa vui cười nói bao bên yêu anh yêu anh đau say Yeah.